Nói về đồ ăn mùa đông ở Hà Nội đi, giáo chủ à, út đi, còn mẹ thịt đông các bạn ơi. Các bạn đã bao giờ các bạn được ăn cái món thịt đông chưa? Thịt đông nó đéo phải là giò thủ đâu nhá. Nó không phải là giò đi mà về giò 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 cái giò giò bì đâu đấy, nhưng mà nó phải đúng là thịt đông đấy các bạn ạ. Nếu như mà các bạn mà có ăn thịt đông rồi thì các bạn sẽ thấy nó yêu mùa đông vậy luôn. Thật sự mà các bạn, mình chỉ đợi đến mùa đông để mình được ăn thịt đông thôi. Cảm giác mà ăn thịt đông và bát cơm nóng nó vô địch con mẹ thiên hạ. Chỉ cho các bạn cái bí quyết làm thịt đông ngon, đó chính là phải nhiều mỡ, ăn nó phải nhiều bì ấy, để nó còn chảy nhựa nó mới đóng thành bánh được. Xong có cho cả thịt gà vào nữa, mình có thịt đông gà lợn, xong cho cái gì vào nữa nhỉ, đéo nhớ chứ, ngon vãi lộn mộc nhĩ. Yeah, a lot of things ngon. Tôi ăn thịt đông kiểu tôi cứ ngồi solo cả một bát to luôn đấy, chứ đéo phải là tôi ngồi tôi sắn tôi ăn thôi mà, ngon vãi lộn, thề mà các bạn. Thịt nấu đông này, rồi mùa đông thì nó là một trong số những cái dịp hiếm hoi mà mình thích ăn kem. Mình là người đéo thích ăn kem, nói thật luôn. Thế nhưng mà mùa đông thì mình lại thích ăn kem, bởi vì cảm giác mình thích đạt đến những cái cảm giác nó bị tột độ ở trong bản thân đấy. Nhưng mà mùa đông nó lạnh cóng người, các bạn ăn thêm cái kem để cho nó lạnh vãi lồn ra thì nó là 10 điểm, nói cho các bạn biết. Nên là mùa đông nó sẽ là một cái mùa để mà mình ăn kem nữa. Ngoài ra mùa đông ăn cái gì ngon nhỉ? Mùa đông đi ăn bánh đúc nóng cũng ngon. Nói chung là tại vì các bạn phải hiểu là đồ ăn thì nó vốn là đồ xì xụp, các bạn hiểu không? Thường thì đồ ăn ngon nó phải là đồ đồ các bạn cảm thấy nó xì xụp, nó nóng hổi để mà nó bốc lên. Thì cái thích hợp nhất để ăn những cái thời tiết thích hợp nhất để ăn những cái món ăn như thế chính là vào mùa đông rồi, bởi vì cảm giác nó vừa lạnh vừa nóng, nó băng hỏa ngũ trung thiên lắm. Thì mẹ thổi kèn nóng lạnh kinh vãi luôn. Cháo lòng thì vãi đái quá các bạn ạ. Cháo lòng thì là 10 điểm nhé. Tôi rất thích ăn cháo lòng luôn. Nấu với ngan ngon hơn à? Ờ đúng. Nghe cảm giác của thịt đông mà có ngan ở trong nghe rất hợp nhé. Hợp lý luôn. Nhưng mà nói thật là các bạn là nếu như mà có là mùa đông thì hãy cố gắng bịt mẹ nhắn tin cho một cái hội nhóm nào đấy. Và tôi bảo là cái chủ ý của mình cũng là đéo thích đâu. Nhưng mà nhắn tin cho người ta ấy, bảo kiểu là thèm ăn thịt chó quá. Thế là mình phải đi ăn thịt chó bạn ạ. Ủa địt mẹ cái tầm mùa đông rồi mà cho miếng rượu mận với cả miếng nướng vào mồm thì 10 con mẹ mới điểm mất. Thề với các bạn, mình nhất quyết ở đây là mình không ăn tiết canh nhá. Thế nhưng mà mình lại có ăn rượu mận với cả mình ăn nướng, ăn cả luộc, ăn cả sáo măng nữa. Không biết lộn thì ăn nhờ. Mình không ăn đầu ăn đuôi, tởm lắm địt mẹ. Thế nhưng mà cứ phải thịt chó, bình gà, bình gà. Giáo chủ có ăn tiết canh chưa ạ? Phải lộn, mình ăn mình toàn toàn ăn một một nó gọi là ăn 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 một âu ấy, chứ nếu phải là mình ăn một bát đâu các bạn ạ. Các bạn phải hỏi mình biết ăn tiết canh không, mình ăn cái gì mình có thể nhìn lại những cái nó kinh tởm nhất ở trên cuộc đời này mình cũng có thể ăn được. Bởi mình gần như là mình là loại người cái đéo thì mình có thể tống vào mồm được, kiểu cái là mình có thích hay không thôi. Những cái món mà mình chưa động vào ở trên cuộc đời này nó chính là cái bát cà, cái bát cà trong bữa cơm gia đình ấy, cái quả cà 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 muối ấy, cà pháo cà phiển cái lồ thế mình không ăn cái đấy, mình đéo hiểu tại sao. Mà thậm chí mình còn chưa từng một lần mình nhét cái đấy vào mồm, mình không có điêu các bạn. Có một lần mình thử mình nhét đấy vào mồm bù cắn mắt nó nước có túa bù phát là mình đéo ăn nữa, mình nhè. Đây là cái món duy nhất mình đéo là mình ăn ở trên cuộc đời cả, đó chính là cà. Thịt chuột ăn rồi, thịt chuột đi mẹ, thịt chuột đồng ăn vãi lộn, thịt chuột đồng có cái gì đâu. Ơ kìa, thịt chuột đồng ăn rất là bình thường, có cái gì đâu. Thịt mèo cũng ăn rồi luôn, thế nhưng mà hồi hồi bé tí rồi. Ủa của bạn đi mẹ, nhắc cái thịt kho tàu thích ấy nhỉ. Ủa, đi mẹ, thịt kho tàu là trong số những cái món tủ của tôi đấy các bạn ạ. Thề đi mẹ, nó là món tủ luôn. Thịt nó phải mềm, thịt mẹ juicy các bạn hiểu không? Cái thời gian mà thịt mẹ kho tàu nó phải chuẩn. Quả trứng là phải rán, đéo rán là đéo ăn. Thịt mẹ lười là đéo ăn. Có nước dừa, rồi có dừa. Út đi mẹ nó ngon vãi luôn. Trời ơi tại sao cái món ngon như món thịt kho tàu nhỉ? Lâu lắm chưa ăn thịt kho tàu ngon rồi, ngon thế. Đi mẹ ai nấu thịt kho tàu ăn với. Ngon vãi luôn đấy, tôi bị thích ăn thịt kho tàu vãi luôn. Sai thế nhờ, cái món này nó đỉnh cao ấy luôn. Thì mẹ nhắc tiện thịt kho tàu thì nó lại là cá kho cũng nằm trong số những món mà trời ơi lâu rồi đéo được ăn nên thèm vãi luôn ạ. À.
Dạ thế nhờ, tôi thích ăn cả cá kho, cái lô thì kho, tôi thích ăn cá gà bò thịt mẹ mày lợn chó người thịt mẹ mày ăn hết, cái điếu thì kho ăn ngon các bạn ạ, thịt nghe nghe từ kho thì cuốn rồi. Thịt kho tàu nước dừa trứng với củ cải trắng á. Thật ra thì mình nghĩ là không ăn, không nên ăn thịt kho củ cải, bởi vì câu chuyện đó chính là nếu như các bạn ăn thịt kho củ cải, các bạn sẽ để ý củ cải là một cái chả có cái lộn gì ở trong cả, nó đều có vị. Thế là xong tự nhiên các bạn kho củ cải, xong các bạn kho trong cái nồi thịt kho củ cải, các bạn cầm cái miếng củ cải các bạn ăn, các bạn thấy nó vị nó vãi lộn, thì cái miếng củ cải để nó hút con mẹ hết cái vị ngon của thịt rồi, quay ăn miếng thịt thấy nhốt cặc. Thế là tôi đéo ăn thịt kho củ cải, không ăn cái đấy nhá, không, bởi vì không thích cái củ cải nó hút hết mẹ cái ngon của thịt, nên cũng phải ăn củ cải mà vị nó có hắc hắc thế lâu nó không thích. Thế ăn cá kho, thịt kho, bò kho ngon mẹ luôn đi, hay là mình nói con mẹ gì gà kho vậy đi mà. Không thích ăn thịt kho củ cải, có kinh nghiệm vậy sao không làm vlog trải nghiệm cho anh em đi giáo chủ? Bố mày để kinh nghiệm đấy, bố mày dùng một mình, bố mày không chia sẻ, bố mày là tượng. Biết rồi á, kinh nghiệm gì đi mẹ, làm gì có kinh nghiệm gì đâu. Thịt kho củ cải ngon á, thì thật ra là cũng không lúc ăn được mà mình không thích. Đối với cả mình thịt kho ấy là thịt kho trứng ngon vãi luôn, thịt kho gọi là trứng gà rán lên nó là ngon vãi luôn rồi nha. Thế nhưng mà nếu mà có thời gian đấy để mình đổi nó thành trứng cút rán, ui đi mẹ, tôi phải ăn 3 bát. Những cái món cơm cơm nhà mà tôi thích ăn ấy, nó có nhiều những cái món đặc biệt lắm. Để mà nói này, đấy nhá, kể cho các bạn biết nhá, thịt kho nó là một trong số những cái món mà rất là thích ăn, một trong số những cái hello, một trong số những cái combo mà thích ăn thứ hai đó chính là canh cua mồng tơi và đậu rán. Canh cua mồng tơi và đậu rán, tức là một bát canh cua mồng tơi nấu mồng tơi, một đĩa đậu rán tẩm hành. Ui đi con mẹ, các bạn đã ăn cái bộ môn đấy chưa ạ? Xong ca hai món đấy với nhau chưa? Tôi chỉ hỏi các bạn một câu như thế thôi, nó Bắt cá chưa? đỉnh cao vãi lộn. Chứ chẳng may nếu như mà bữa đấy tươm, tức là ở giữa là có thêm đĩa thịt luộc chấm mắm tép đấy. Đi bạn, nó ngon vãi lộn các bạn ạ, nó ngon điều chịu được ý. Không tính Đỉnh cá cao đi mà nó ngon vãi lộn. Không, anh không biết ăn cà. Thế anh biết là cái món đấy là món kiểu gì cũng phải ăn với cả cà. Thế mà tại vì anh không biết ăn cà, thế nên là nhưng nó vẫn ngon. Tôi là một người ăn cua đồng bị dị ứng. Thế nhưng mà tôi coi cảm giác dị ứng đấy như kiểu là cái cảm giác chơi đồ vậy. Tức là tôi ăn bát canh mồng tơi cua đồng nhá, tôi cảm thấy ngứa họng vãi lộn. Thế nhưng mà tôi thấy sướng, tôi cứ ăn thôi, đi mà ngon vãi lộn. Ai chả biết là canh cua phải có cà mà người ta không ăn món đấy. Không phải, đến tôi còn chưa biết cái vị quả cà, bởi vì có một cái sự thật thật ra là bởi vì là hồi xưa cái hồi mà tôi bé tí thì thế là cách câu chuyện mà không ăn cái gì nó bị hướng từ một cái câu chuyện hồi bé thôi. Thế là kiểu hồi xưa là bố tôi bị cắt nửa bên ruột thừa hay là dạ dày nhỉ? Dạ dày. Một nửa bên dạ dày, bởi vì là hồi xưa bố tôi bia rượu nhiều. Thế là xong dẫn đến là cắt nửa bên dạ dày rồi thì là không được ăn cà kiếc các kiểu nhiều. Thì là tôi kiểu quen hồi xưa, thế là tôi không bao giờ tôi ăn, nó là vì kiểu như thế thôi chứ còn. Thế là xong, đấy là món thứ hai nhá. Combo ở đây là đậu rán đi mẹ, thịt luộc, xong rồi là canh cua mồng tơi. Canh cua là phải mồng tơi nhá, ngon vãi luôn. Xong rồi tiếp theo cũng đã kể cho các bạn một lần rồi, đó chính là combo thịt viên sốt cà chua rau sống, nhiều nước sốt vãi lộn, ngồi ăn với cả rau sống rau xỉa thì mẹ nó chung quy lại nó là rau sống chấm với cả mẹ nước sốt cà chua, bát nước phải to vãi lộn, nhiều lộn, có thịt thà, xong rồi có cả tóp mỡ tóp miệng, đỉnh con mẹ mày cao luôn chứ còn gì nữa, nó là 10 điểm. Anh thích ăn canh cá bung, cá bung chính là cái chất mình không thích ăn nhất ở trong đồ ăn cơm. Đó, cái chất đối với cả bung đó là nước sệt, có chuối, có khế khiển các kiểu trong, thế nên là cái nước nó sẽ màu xanh, nó hơi vàng chanh một tí. Thì chung quy lại những cái món đấy nó là cà bung này, nó là lươn om chuối đậu này, nó là ốc chuối đậu này, nó là nhiều thứ chuối đậu địt mẹ mẹ ai đôn fucking đâu. Thế nhưng mà tôi bị ghét cái chất đồ ăn như thế lắm,
không phải là ăn thì nó vẫn thấy ngon, thế nhưng mà đéo thích, không thích, nó cứ thế lâu nổi ấy. Bình thường ăn cái đấy cả ăn bún lạ đéo ấy, đi không thích tí nào luôn. Rồi là cái gì nhỉ, sao rồi cái loại thịt tôi thích ăn thịt băm với lộn, để nếu hiểu tại sao các bạn ạ, tôi thích nhất ăn thịt băm luôn, nuôi tôi dễ với lộn đấy, nên kiểu thịt kém chất lượng với lộn băm mẹ ra làm thành đồ ăn tôi vẫn ăn được hết, bịt con mẹ ra nó chứ, làm lộn ngoài món thì ngon như cái món chả lá lốt rồi các bạn, ngon vãi cả lộn, đéo đỡ được cộng một chả lá lốt. Hãy đôi khi ở đây đó chính là thịt mẹ thịt băm trưng với cả hành, rất là nhiều hành ấy, hành tím hành tiểu các kiểu ấy, nó lại là favorite thứ hai của tôi luôn. Cái đéo thì băm tôi cũng thích, thành thịt băm viên thì nó lại càng ngon, ngon vãi luôn, đéo đỡ được. Mì tôm trộn cơm tởm vãi luôn, chả là lốt ngon vãi luôn mà các bạn, trời ơi. Thế mà món để chia sẻ cho các bạn biết, thật ra thì món mà mình ăn nhiều nhất với cái việc ở đấy gọi là mình ăn cơm nhà chính là thịt rán, thịt lợn rán đấy, một cái món ăn tưởng chừng như là nó như con cặc vậy, không phải là nó như con cặc mà là nó bình dân vậy, là nó classic vậy luôn, thế nhưng mà món ăn là mình nghiện nhất luôn đấy. Thịt mà nếu mà hỏi mình vào cái thời điểm hồi xưa hồi bé nhá, cho mình ăn miếng bít tết nhá, xong cho mình ăn miếng thịt lợn rán nhá, mình bảo mẹ một miếng thịt lợn ngon vãi lồn, thịt mẹ đéo đỡ được, tôi thích ăn thịt lợn rán vãi lồn. Cái món đấy trong tôi những món đỉnh cao, đỉnh cao sườn chua ngọt làm gì, siêu con mẹ đỉnh cao rồi, sườn ngon lắm, thịt mẹ sườn thì chắc là phải ăn nửa đĩa mất, đỉnh con mẹ cao. Không có món gì, xưa rồi ông già tôi bị làm nhiều món đặc biệt và quái dị lắm, có những cái món nó như kiểu là gì nhỉ, ông già tôi xưa nấu ngon nhất chính là nồi cà ri, đuỵt mạng nồi cà ri ông già nấu ngon vãi luôn, nó không quá cay đấy, nhưng mà nó ở một cái vị rất là 10 điểm, cà ri gà, rồi thi thoảng sẽ đá sang những cái món như kiểu là siêu phức tạp luôn, gà chiên cả con các kiểu các kiểu các kiểu. Anh Độ bảo anh là người dẫn anh ấy vào con đường hất cùn, em nhầm rồi, cả anh cũng như là anh Độ đều không biết hất cùn là gì hết, em nói như thế là mất quan điểm, làm gì có anh Độ nào bảo thế, bọn anh đến với nhau ở đây là đến từ ở đây nó là chén rượu này, chai bia, quyển vở, cái bút, không bao giờ bọn anh biết đến hất cùn hất kiểng là gì cả, sao nó có anh Độ bảo vì anh thế là anh Độ hất cùn, thì anh bọn anh còn chả biết hất cùn là cái gì, lừa đảo vậy luôn. Ui, gà chiên cả con là cái gì á, thế thì các bạn đéo biết cái món đấy rồi, nó là gà xôi mỡ đấy các bạn, các bạn ăn cái gà rán ấy theo kiểu các bạn chặt miếng ra sau các bạn rán lên ăn thì cũng ngon đấy, thế nhưng nếu như mà có một ngày thử hãy mua cả một con gà về rán theo kiểu là cứ bị mẹ cầm cái mỡ nhiều xôi của nó ấy ở trong cái đấy ấy, cứ ấy lên con gà liên tục như này này, cứ bị mẹ chan mỡ lên vào con gà để cho nó các bạn phải rán cả con, rán là rán cả con chứ đĩa phải là rán bị mẹ là rán kiểu rán từng miếng, các bạn thử ăn con gà rán cả con thì các bạn xem có khác vãi luôn không, khác hẳn, nó là khác hẳn, ok chưa, nó đéo giống cả con, các bạn ngồi các bạn tự bẻ các bạn rút các bạn ăn các bạn thấy khác hẳn ăn gà mà gà miếng rán bình thường luôn. Thế mướp đắng thì sao á, mướp đắng mình ăn được mà, trứng rán thì băm thì sao á, trứng thì mình thích ăn trứng chưng cơ, trứng thì mình thích ăn nhất là trứng chưng, mình không thích ăn nhất là trứng ốp lép, tại vì chưa có một ai làm được cho mình quả trứng ốp lép ngon để mình ăn cả. Đối với mình quả trứng ốp lép ngon ấy là cái phần trong nó phải đẹp mẹ cho các bạn xem luôn, nói chung là mình ăn trứng khó tính lắm, nếu như bạn đéo làm được cho mình quả trứng ngon thì nếu như đéo làm được cho mình quả trứng ngon thì mình sẽ đéo thích một tí nào cả, thế nhưng mà This Japan đâu nhỉ? Food journey kicks off in the nation's capital Tokyo. Quả trứng ốp của mình ấy nó phải yêu cầu là ở trong nó phải lỏng lỏng, nó đéo phải là lỏng quá nhá, tức là nó phải ở một cái mức ý là nó bị mẹ nó sánh vãi lộn ở trong một quả trứng để ăn nó mới thấy ngon, nó sánh nhá, lỏng quá cũng đéo được, mà chín quá thì tôi vứt cụ ùm đi, thế nên là tôi thường tôi ghét nhất là ăn trứng ốp, còn thích nhất là ăn 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 trứng chưng, còn nếu như mà gọi là trứng rán thì trứng rán ốc, trứng ốc ngon,
Tất nhiên là có thịt băm thì chả ăn trứng rán thịt băm thì nó vẫn ngon rồi. Thế nhưng mà trứng cho cái đéo gì rán chả được. Thế nhưng mà ngon nhất phải là trứng trứng tráng óc. Mà ngon hơn trứng tráng óc thì đó chính là chả dươi. Sao mình lại nói đến chả dươi ở đây nhỉ? Có món trứng dươi không nhỉ? Không, à không, chỉ có chả dươi thôi. Nhưng mình bị nói nhầm. Mình lại nghĩ là có món trứng dươi. Thế nhưng mà đi mà các bạn ăn chả dươi, các bạn sẽ thấy nó ngon vãi luôn. Úi, đỉnh cao. Đéo đỡ được món đấy. Các bạn có biết cái món ăn à? Nói chung là mình thích ăn kiểu nhiều, mình tính mình lại thích kiểu mình rất thích ăn nội tạng đi còn mẹ đéo đỡ được luôn. Thế nhưng mà nếu mà nói về ở trong những cái siêu phẩm gọi là đồ sống để mà chế biến lên ăn thì đối với cả mình thích nhất đó chính là đồ nội tạng, mà nội tạng mình thích nhất đó chính là quả cật aka quả bầu dục. Nếu cho các bạn biết là quả bầu dục khi mà các bạn chế biến nó ở một dạng siêu chuẩn, nó không những mềm mà nó cảm giác nó đéo bị cứng, nó đi mẹ nó chim chip ở trong mồm, mẹ nó ngon vãi lộn. Và quan trọng các bạn hiểu ấy, cái quả bầu dục nó tiết ra một cái thứ đi mẹ nó làm cho cái vị đồ ăn ngon vãi lộn, tôi cam đoan các bạn. Thế nhưng mà người ta vẫn nói là ăn cật nhiều thì nó cũng đéo tốt, thế nhưng mà quả bầu dục ngon vãi lộn, trời ơi tôi ăn quả bầu dục vãi lộn. Và các bạn biết có một cái bộ môn mà tôi rất là thích ăn, đó chính là nội tạng chim. Không phải là nội tạng gà, không phải là nội tạng, nó là nội tạng con chim, tức là cái quả trứng chim nó cũng chỉ bé tí như này thôi, cái mề chim nó cũng bé tí như này, hay là quả tim chim nó cũng chỉ bé tí như này thôi. Các bạn ra mấy cái chợ nhà các bạn, nếu như mà các bạn có chợ, các bạn ra mấy cái hàng mà bán chim bồ câu các kiểu thì nó cũng sẽ có bán luôn cả tim chim các thứ. Ui đi mẹ cái đấy mà về xào hành nhá thì đi mẹ bố mẹ bảo cho, ui nó ngon vãi lồn đấy. Các bạn có xào có khi là phải chín một mẹ 10 loại thịt bò trên đời này nó cũng đéo ra được cái nước ngon như thịt mẹ mấy cái nội tạng của con chim đâu, nó ngon vãi luôn. Ui thều các bạn, nó ngon lắm ý, các bạn đéo đỡ được về cái mề chim với cả cái tim chim đâu. Ngoài là cái gì nhỉ, còn có cái bộ môn gì chuẩn bài nữa nhỉ, bóng. Nếu mà bạn nó thích ăn bóng thì mình là trong số những người thích ăn bóng. Nhưng mà hồi xưa một đoạn không ăn nhiều bởi vì thật ra bóng thì chỉ có đến Tết mới được ăn. Bảo ở ngoài có một cái món ăn thì các bạn biết đĩa xào Tết không? Đĩa xào Tết là cho dù những món ăn tủ của mình nó ngon vãi luôn. Nó có su hào này, nó có cà rốt này, nó có rất là nhiều rau ở trong, nó còn có cả bóng đít, con mẹ nó còn có cả nội tạng nữa, nó còn có cả thịt bò đít mẹ nó đéo có một cái đít mà món ăn nào nó hội tụ đủ mọi thứ mình thích ăn như đấy, canh bóng mình thích ăn ngon đấy luôn, bóng ngon đấy luôn. Các bạn không biết bóng là gì á? Bóng ngon mà, bóng là cái bí bí đít bờ, cái đấy ngon đấy luôn. Các bạn không biết một bóng á? Ở miền Nam gọi bóng là cái gì nhỉ? Da heo à? Ở trong miền Nam sẽ gọi bóng có phải là da heo không? Ừ đúng rồi, bóng ăn mì mặt rắn có, đúng vậy. Ủa các bạn đéo biết bóng á, bộ bóng ngon vãi lột tê. Ở trong miền Nam chắc sẽ gọi là da heo đấy. Bóng thì em biết nhưng bóng cười ngon hơn mà. Đúng rồi, bóng bì ấy, đó là bóng bì á, bóng bì ngon, dã man đấy, mình thích ăn cái bóng bì lắm. Thề. Ủa đến nhắc cái thèm vậy luôn. Nếu hiểu sao thề với cả các bạn nhé. Nhắc đến đồ ăn để mà thèm ăn nó là một chuyện, thế mà nhắc đến những cái món ăn ở trong cơm nhà nó mới là quá đáng, bởi vì nó bị thèm ấy. Đi mẹ tôi đã nhắc đến một cái món siêu con mẹ mới đỉnh cao ở trong bữa cơm nhà, và là một trong số những cái món ăn mà tôi nghĩ nó là đỉnh con mẹ mới cao trên thế giới này. Đó chính là thịt bò xào hành. Mình mẹ một cái món ăn chúng ta cần gì ạ? Chúng ta cần thịt bò thái mỏng và hành. Nếu như mà các bạn để ý một chút, thịt mẹ nó không chỉ là ẩm thực mà các bạn còn để ý đến cả lịch sử, các bạn để ý đến cả văn hóa nữa, thì các bạn sẽ biết, các bạn sẽ thấy nó rất là hay. Thịt mẹ thề cả các bạn luôn, thịt bò xào hành. Bữa tôi nói cho các bạn biết này, dù là đã gọi là ẩm thực ở đây ấy, thì nó sẽ nói lên cái lịch sử của cái đất nước thì mà của cái vùng đất rất là nhiều. Bây giờ tôi nói cho các bạn, đéo ai trên đời chẳng thích ăn ngon ăn sướng. Thế nhưng mà các bạn nãy giờ các bạn đặt ra một cái câu hỏi ấy. Các bạn ngồi các bạn ăn bữa cơm trong gia đình à, bạn ngồi các bạn xơi miếng cơm các bạn ăn, hay sao các bạn ăn thêm cả một miếng thịt bò xào hành nữa, các bạn đặt ra một cái câu hỏi trong đầu,
ai là người đầu tiên phát minh ra cái món này nhỉ? Thì tất nhiên là nó đéo phải ở Việt Nam. Thế nhưng mà bắt đầu như thế tôi bắt đầu bị ra ảnh những cái câu chuyện đấy. Các bạn hiểu là đéo phải là tự nhiên cái bọn Tây nó nghĩ ra cái món bít tết, các bạn hiểu không? Đơn giản là chúng nó giàu vãi lồn. Địt mẹ, ngay từ những cái thời điểm mà nó xa xưa tối cổ vãi lồn mà cái việc ăn uống nó đéo phải là vấn đề của cả chúng nó. Thế nên là các bạn nhìn này, những cái miếng thịt nó to vãi lồn, bố mới cả tảng bố mới ăn thôi. Nhìn vào ví dụ kiểu đĩa thịt bò xào hành, các bạn nhìn này, địt mẹ, cái lý do tại sao chúng ta phải thái cái miếng thịt bò vốn nó bé vãi lồn rồi còn phải thái mỏng vãi đái ra nữa nhỉ? Địt mẹ, nó phải chứng tỏ là hồi xưa khổ vãi lồn. Các bạn phải hiểu là như vậy. Đéo có cái gì mà ăn cả. Địt mẹ cảm giác có miếng thịt để mà ăn thôi là mừng vãi lồn đấy, mà phải chắt chiu địt mẹ lát mỏng vãi lồn để làm được món ăn đấy. Mà đối với cả đấy, thử thử nghĩ đây, cả một cái miếng thịt bò to vãi lồn xong đi so sánh với cả địt mẹ cái đống thịt bò vụn đi con mẹ, xong nó bị sai lồn không. Thế nhưng mà địt mẹ cái món thịt bò xào hành, trời ơi, nó mang lại cho chúng ta một cái flavor mà chữ cút mẹ cái bít tết của chúng mày đi ăn ngon vãi lồn, thề với cả các bạn. Thế nhưng mà thịt bò xào hành đúng chất sự đỉnh cao. Không phải thái mỏng cho đỡ dai nó là một chuyện đấy, nhưng mà cái câu chuyện về thái miếng thịt nhỏ ra nó không đơn giản là nó không đơn giản chỉ là thái ra để cho thịt mẹ nó thái ra để cho nó bỏng mỏng, nó không dai, nó dễ ăn hơn, không nó còn nhiều câu chuyện nó sâu xa hơn lắm các bạn. Bởi lý do con cặc thì hồi xưa người ta đều nghĩ ra cái việc thịt mẹ để con mẹ cả miếng thịt lên bố mình nướng lên để ăn đi, nhưng mà hồi xưa đều có cái câu chuyện như thế, vì hồi xưa còn khá khổ mà không. Không phải thái mỏng cho đỡ dai chỉ là một phần thôi. Bít tết ngon hơn á. Bít tết tôi thấy là ăn bít tết Việt thịt mẹ ngon hơn luôn, thế cho các bạn. Thế cho nó nhanh. Tất nhiên là ăn bít tết Tây cũng ngon. Thế nhưng mà ăn bít tết ngon, ngon Tây ngon ấy là các bạn phải ăn theo kiểu cảm nhận, chứ đéo phải là ăn theo kiểu thịt mẹ ăn sướng cái mồm như kiểu ăn theo kiểu châu Á. Nếu mà tôi ở, nếu như mà chắc là ở Hà Nội này bảo là đi ăn bít tết, tôi cũng được cho đi ra Hot Dog để ăn bò nướng đá thử rồi. Đúng, công nhận là địt mà cái miếng thịt bò xong nó chưa chín hẳn, nó medium rare vãi lồn, xong rồi các bạn ăn thử cái miếng đấy lúc nó bắt đầu nó nóng lên để vào mồm thì đúng là cái vị của nó cũng có một cái gì đấy nó địt mẹ nó bạch quần vãi lồn đấy. Thế nhưng mà bảo ăn nó phải sườn, tôi thích ăn bít tết Việt vãi lồn, tại sao chúng lại cứ phải ăn bít tết Tây nhỉ? Địt mẹ vào làm khoảng 100 miếng bít tết Việt vào ăn nó để chết cụm luôn, ăn nó sướng mồm là thôi đấy, phải bro không. Hành tím diêm cộng thịt lợn luộc, khách hỏi hành tím diêm là món gì đấy? Nói về cá đi giáo chủ ơi, ụt cá nó là tủ của mình rồi, các bạn đừng có nói chuyện là mình cá, là mình là thằng thích ăn cá, thế nên là các bạn đừng nói chuyện cá, là mình cá thì mình ăn được đi mà. Từ những cái cơ bản nhất ở trong cái bữa cơm Việt Nam như kiểu là cá quả, các bạn ăn những cái con như kiểu là thịt mẹ cá chép cá chiểng các thứ, chiên cả con chấm nước mắm sốt cà chua, người thịt mẹ kho rất là nhiều loại đấy, những cái cơ bản nhất rồi, cho đến những con như kiểu là cá nục này, nó bắt đầu đến những cái con cá mà nó kiểu có nhiều con cá nó quái dị hơn thì mình ăn mẹ được hết, mà mình ăn mình thấy ngon luôn. Trong số món cá mình thì mình thích ăn cá kho nhất, cá chấm chấm kho ấy đỉnh cao bữa cơm Việt Nam luôn. Cá chép thì tốt nhất là nên mẹ dừa lên ăn cho nó ngon, thịt cho nó chắc. Còn nếu như mà là cá quả thì sốt cà chua nó cũng ok, bởi vì là cái thịt của cá quả nó hơi bị giống thịt bình thường, nó bị chắc quá ấy. Sốt cà chua các thứ lên ăn được. Ăn theo cái kiểu mà rán cả con lên chấm nước mắm nó cũng theo một kiểu khác đi mà. Thế giáo chủ ăn lẩu cá kèo chưa? Ui tủ tủ nhá, ngon vãi lồn thịt mà. Tôi đấy tinh lẩu cá kèo là một trong số những cái món đỉnh cao ở trong miền Nam, miền Tây nói chung đấy. Cá mắt quỷ hả? Xoài chua chấm muối hào hảo giáo chủ ơi. Mình không phải là loại người ăn uống như kiểu đấy đâu. Trên người này có hai loại người. Có một cái loại người thích vị, các bạn thích ăn chấm, thế nhưng mà có một cái loại người thích vị đồ ăn hơn, chúng ta vẫn chấm, thế nhưng mà
đơn giản là thích vị đồ ăn hơn thôi. Dẫn đến ở đây có một số món ăn còn đéo chấm. Mình là loại người thích ăn vị đồ ăn, tức là cái gì càng thuần nhất ấy, thì mình lại càng thích. Thế nên là những cái món như kiểu là xoài chấm, những cái món liên quan đến chấm nó không mê hoặc mình. Bảo bây giờ bạn dơ cái miếng xoài, cái thói quen mà ăn đồ mấy cái đồ kiểu đấy đối với cả mình ấy, thì nó ví dụ như kiểu bạn đứng trước mặt mình, bạn dơ cho mình cái đĩa xoài chấm, mình sẽ ăn miếng đầu tiên, mình đéo chấm cái lồi thì luôn để mình xem là cái này nó có ngon không. Vị được đấy nhở. Xong bắt đầu tôi mới chấm thử, vì tôi thấy các bạn cũng chấm nên tôi cũng phải chấm ra để xem là nó ngon như thế nào, chứ còn tôi cũng không phải là người thích ăn chấm đâu. Đi mẹ ăn thịt luộc đôi khi tôi đéo chấm, thế các bạn đỡ thế luôn là được. Ăn miếng thịt đi mẹ nhạt thích, cảm nhận vị ở trong ngon vậy luôn. Đi mẹ sợ thế nhở. Không, bún đậu dậy không chấm, những cái món như thế nó là kiểu khác rồi. Bún đậu đi mẹ chấm nước mắm bún đánh bỏ mẹ. Giáo chủ ăn cá hồi chưa? Em ăn không thấy ngon cho lắm. Ngon chứ, trời ơi, sao lại bảo là cá hồi không ngon được. Cá hồi ngon vãi lộn ra trời ơi. Đi có mẹ tôi ngồi tôi solo luôn với cả đi mẹ cái đống rau sống, xong rồi lại là có rau biển, xong rồi lại còn có cả wasabi đi mẹ nước tương đấy. Tôi thề các bạn, tôi ngồi tôi solo luôn đi mẹ cả con luôn đấy. Nhưng mà nếu như mà bạn bị kiểu, nếu như mà ăn cá hồi mà không thích ấy, bởi vì nó sẽ có một cái cảm giác nó hơi béo, nó hơi bị fatty quá. Thế là tôi khuyên bạn chuyển sang là ăn cá ngừ. Cá ngừ ngon vãi luôn. Ăn cá ngừ bảo đéo ngon nữa, tôi vứt mẹ đi, đéo ăn cá nữa. Nếu mà bạn ăn cá hồi bạn cảm thấy nó đéo ngon, bởi vì sao ạ? Nó hơi mềm quá, nó hơi béo quá, thì tất cả những cái vấn đề đấy bạn sẽ được giải quyết khi bạn ăn cá ngừ, chả khác nào ăn miếng thịt cả. Thế mà ăn cá ngừ mà cũng đéo thấy ngon thì thôi đéo ăn nữa. Dội vậy luôn. Anh Độ ăn bún chấm nước mắm treo bìm bỏ ngay. Đùa, đi có mẹ ăn bún đậu không chấm mắm tôm ạ. Trời ơi, đi có mẹ mà tôi ăn bún đậu nhá, cái bát mắm tôm của tôi sau khi tôi topping thêm một số những cái thứ như gọi là ớt này, đi mẹ em, xong rồi là quất này, xong rồi là cho thêm cả đường này, xong rồi bắt đầu đánh nó lên này, tôi đôi khi tôi cầm cả bát mắm tôm tôi húp thử cái xem nó có ngon không. Ừ, ngon vãi luôn. Xong bắt đầu mình chấm đi mẹ, ăn bún đậu đều, ăn bún đậu đều mắm tôm đều ăn được, ok chưa? Bảo cho đĩa lòng nướng, đĩa đậu ra, bảo chấm nước mắm, ăn là đéo ăn. Thế nha, thịt mà. Ngon đấy. Giáo chủ ăn nem rán chưa? Nem rán là, ý bạn nói nem rán ở đây là nem gì? Ý các bạn nói nem rán ở đây là như nào? Là cái nem cơ bản của người Việt Nam mình á? Hay là nem, đây là nem chua rán thịt mà. Nếu như mà nem mà tôi thấy ăn, nem Hà Nội tôi cũng thấy ngon, nhưng mà tôi thích nhất là ăn nem vuông Hải Phòng, cái nem cua vuông ấy, nem phải vãi lồn. Mấy món trên rừng thì sao giáo chủ ạ? Nhưng mà mình là người bụng khỏe, mình cái gì mình ăn được thôi, nói thật. Địt mẹ có thách mình cầm miếng thịt sống lên ăn, mình ăn mẹ luôn cho các bạn xem luôn, thách đi. Thế nên là chả có cái đéo gì ở trong mắt mình, nó là kinh cả. Nem chua ra đi. Chả chìa là món gì? Cá tầm, tôi chưa được ăn luôn. Thế thằng cố thì sao à? Thằng cố thì thật ra là trên danh nghĩa là mình được ăn rồi, thế nhưng mà sau cái miêu tả của mình mà các bạn cũng rating lại thì có vẻ như là cái thằng cố mình ăn có vẻ như là nó chưa chuẩn nó lắm. Thấy các bạn bảo ăn kinh lắm, mình thấy ăn bình thường vãi lộn à, không hiểu. Cá sấu, cá mòi. Rồi em ăn ăn lắm thứ đấy, địt mẹ các bạn cứ cá kiểng cứ kiểu đấy, chuyển ra tí ăn bột đấy, địt mẹ. Nhưng mà sao nhắc đến cá cái là cứ đòi ăn cá cho bằng được ạ. Tôi cũng thích ăn cá, thế nhưng mà ăn cá nó ăn nhiều nó cũng đéo pro đâu các bạn ạ. Mấy cái đồ thủy hải sản, địt mẹ mày đớp nhiều quá thì thấy bứ thôi. Nhiều mẹ mày đạm quá gút. À đâu, ăn hải sản gút thế luôn được.